Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những chủ đề rất quan trọng của lập trình Java, đó là lập trình hướng đối tượng với Java. Như chúng ta đã biết, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng rất là mạnh mẽ và rất nổi tiếng với phương pháp này. Thì trước khi chúng ta tìm hiểu về các ví dụ và về bài học hướng đối tượng thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về những đặc điểm và ý nghĩa của phương pháp lập trình đối tượng. Thì trước kia là chúng ta lập trình, chúng ta sử dụng phương pháp đó là hướng cấu trúc. Đây là một cái phương pháp lập trình, trong đó là chúng ta sẽ dựa trên cái tư tưởng đó là chia để trị, tức là chúng ta tách cái chương trình lớn ra thành các chương trình con, và thay vì đi viết toàn bộ chương trình lớn thì chúng ta sẽ đi phát triển từng chương trình con một, và sau đó chúng ta sẽ lắp ghép các chương trình con này lại để mà tạo thành một chương trình lớn. Thì mỗi một chương trình con ấy, thì đó chính là một cái hàm, và một chương trình sẽ được bao gồm các cái hàm. Đấy là cái đặc điểm, một cái tư tưởng nó chia để trị rất nổi tiếng trong cái ngành công nghiệp phần mềm cũng như là phát triển lập trình. Thế tuy nhiên thì phương pháp hướng cấu trúc thì nó chỉ phù hợp cho những các cái ứng dụng nhỏ, đơn giản, và sau này thì người ta đã phát triển ra một phương pháp đó là hướng đối tượng. Phương pháp này cũng đã có mấy chục năm rồi. Phương pháp lập trình hướng đối tượng nó là một cái phương pháp lập trình, phương pháp để chúng ta phát triển và xây dựng nên các cái chương trình bằng cách là chúng ta tạo ra các cái đối tượng. Tức là khi mà chúng ta phát triển một phương pháp, một cái bài toán, xây dựng một cái phần mềm bằng phương pháp và đối tượng, thì chúng ta sẽ xây dựng bằng cách là chúng ta tạo ra một tập hợp các đối tượng trong chương trình, và những đối tượng này nó sẽ có mối quan hệ lẫn nhau. Quan hệ đây được hiểu là có thể chứa lẫn nhau hoặc có thể là kế thừa, sử dụng và gọi lẫn nhau. Thì chúng ta sẽ giải thích khái niệm đối tượng là gì. Thì đối tượng ở đây thì các bạn có thể hình dung nó là một cái sự mô hình hóa của các cái thực thể trong thế giới thực. Khi chúng ta phát triển một chương trình với phương pháp hướng đối tượng, chúng ta cần phải quan sát và xác định các thực thể trong thế giới thực có liên quan đến bài toán của chúng ta. Thực thể là gì? Thực thể đó là những sự vật, hiện tượng tồn tại xung quanh chúng ta, những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận thấy. Ví dụ như là giáo viên, học sinh, lớp, môn học, giáo trình, vân vân. Đó là những thực thể. Và chúng ta sẽ mô hình hóa những thực thể này vào trong chương trình bằng cách là chúng ta tạo ra các đối tượng. Và tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là trong thực tế thì có rất nhiều các cái đối tượng giống nhau. Ví dụ trong một lớp học có 50 sinh viên thì đó là 50 đối tượng sinh viên. Đối tượng đó là những cái thực tế mà chúng ta thao tác. Và để mô tả được về các sinh viên này thì chúng ta sẽ tạo ra các lớp. Đó, thì trước khi mà các bạn tìm hiểu về phương pháp hướng đối tượng thì các bạn cần phải hiểu rõ mối quan hệ giữa lớp và đối tượng. Lớp là các cái kiểu dữ liệu, là những khuôn mẫu để mô tả về các đối tượng cùng loại. Đó. Còn đối tượng đó là những thể hiện cụ thể của lớp. Từ lớp chúng ta sinh ra đối tượng, và đối tượng được tạo ra từ lớp. Ví dụ như để mô tả những đặc điểm chung của tất cả các sinh viên trong một lớp, trong một lớp học, thì chúng ta sẽ định nghĩa ra một class hay là một lớp sinh viên. Và từ lớp sinh viên đó thì chúng ta sẽ liệt kê ra những cái đặc điểm và hành vi của các sinh viên. Và từ lớp chúng ta sẽ tạo ra các đối tượng sinh viên. Đó. Thì các bạn nhớ cái mối quan hệ giữa lớp và đối tượng. Lớp là kiểu dữ liệu, còn đối tượng thì có thể nói nó giống như các cái biến được tạo ra từ kiểu dữ liệu đó. Và cái thứ hai ấy, là
Trong một lớp thì sẽ có hai thành phần. Thứ nhất đó là các cái thuộc tính. Thuộc tính thể hiện các cái đặc điểm tính chất của lớp. Và thứ hai đó là các hành vi. Hành vi được cài đặt thông qua các phương thức nó thể hiện các cái hành động mà các đối tượng của lớp có thể thực hiện. Lớp mang tính lý thuyết, còn đối tượng đó là những cái vùng bộ nhớ, là những cái mà chúng ta sẽ tương tác. Và để minh họa rõ hơn về phần lý thuyết này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một ví dụ đầu tiên về lập trình của đối tượng. Đó là cái ví dụ chúng ta định nghĩa lớp và khởi tạo các đối tượng của lớp. Để cho dễ thì mình sẽ tạo ra một cái package mới có tên là demo OOP. Đó. Và ở đây thì ta sẽ định nghĩa ra, nó tạo ra một cái file Java. Ở đây thì ta sẽ tạo ra một file có tên là tạo đối tượng đen. Đó. Và trong bài này ấy, thì chúng ta đang minh họa về việc là định nghĩa lớp và khởi tạo đối tượng của lớp. Thì trong bài toán này thì chúng ta có một cái bài toán giả định là chúng ta quản lý các cái đèn tín hiệu giao thông. Đó. Thì để mô tả về các cái đèn này, ta sẽ định nghĩa ra một lớp có tên là đen hoặc đen. Và trong này chúng ta sẽ khai báo ra một cái thuộc tính đó là string. Đó, đèn sáng. Ở trong thuộc tính đèn sáng này thì chúng ta có thể thấy là nó có một cái từ hơi lạ khi mà chúng ta học vào hướng đối tượng. Từ này có nghĩa là private. Vậy private là gì ạ? Private có nghĩa là riêng tư. Có nghĩa là đây là một trong những cái từ khóa ở trong Java để xác định rằng ấy, là cái thuộc tính này một thành phần của lớp chỉ truy cập được ở trong nội bộ của lớp đó thôi. Thì những từ khóa này ấy, thì chúng ta còn gọi ở trong Java nó gọi là Access Specifier. Đó. Access Specifier là những bổ từ truy cập, là những từ khóa để quyết định phạm vi truy cập đến các thành phần của lớp. Thứ hai thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta đã khai báo một thuộc tính của lớp đèn sáng. Tiếp theo là chúng ta sẽ định nghĩa là các phương thức của lớp. Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa hai phương thức của lớp. Phương thức thứ nhất là bật đèn. Đó, bật đèn. Phương thức này thì nó chỉ để in ra, chỉ để gắn cái giá trị cho thuộc tính thôi. Thì phương thức này chúng ta sẽ gán một cái chuỗi cho cái thuộc tính đó là đèn sáng bằng đèn đang sáng. Và chúng ta có một phương thức thứ hai trong phương thức thứ hai này là chúng ta gán tiếp và tiếp này chúng ta có thêm một phương thức nữa. Phương thức này có tên là thông báo. Mục đích của phương thức này ấy, là để chúng ta in ra một câu thông báo, tức là chúng ta in ra cái giá trị của cái thuộc tính. Như vậy chúng ta đã định nghĩa ra một cái lớp có tên là đèn. Và trong lớp này thì chúng ta có ba cái phương thức là bật đèn, tắt đèn và thông báo. Và tiếp theo ấy, ở trong cái phương thức main thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là khởi tạo đối tượng của cái lớp là đèn. Ở đây chúng ta chú ý là chúng ta định nghĩa ra một lớp là đèn, đồng nghĩa việc là chúng ta đã khởi tạo
ta đã định nghĩa ra một kiểu dữ liệu có tên là đèn, và chúng ta sẽ khởi tạo một đối tượng của đường đèn. Để khởi tạo đối tượng thì chúng ta sử dụng toán từ new. Toán từ new là toán từ dùng để cấp phát bộ nhớ để chứa đối tượng cũng như là trả về một cái tham chiếu đến đối tượng đó. Thì ở trong Java thì các bạn chú ý là để giảm bớt cái sự phức tạp của con trỏ giống như trong C hoặc C cộng, thì trong Java người ta không sử dụng khái niệm là con trỏ mà người ta thay vào đó là sử dụng khái niệm là tham chiếu. Sau khi khởi tạo đối tượng của lớp rồi, chúng ta sẽ gọi các cái phương thức của lớp để chúng ta xem. Thì cú pháp để mà chúng ta truy cập đến một thành phần của đối tượng là tên đối tượng, sau đó là dấu chấm và tiếp theo là tên của thành phần. Thì chúng ta có thể thấy là cái dấu chấm ở đây ấy, nó thực ra ý nghĩa của nó là một toán tử ở trong Java để cho phép là liên kết giữa đối tượng và truy cập đến các thành phần của đối tượng đó. Ở đây chúng ta gọi cái phương thức đó là bật đèn, sau đó chúng ta gọi tiếp phương thức đó là thông báo, tiếp theo chúng ta gọi tiếp phương thức đó là tắt đèn, và cuối cùng chúng ta lại gọi phương thức là thông báo. Mục đích là để chúng ta ở trong bài này là để chúng ta biết được là khi mà tôi gọi các phương thức của lớp để thể hiện về những trạng thái của một chiếc đèn, thì khi bật và thông báo, tắt đèn hay là thông báo. Thì như vậy là chúng ta đã khởi tạo đối tượng của lớp đèn và thực thi gọi bốn cái hành động, bốn cái hành vi của cái đối tượng đó. Thì chúng ta sẽ chạy chương trình để xem kết quả. Thì như vậy các bạn có thể nhìn thấy là chương trình đã in ra cái thông báo là đèn đang sáng và đèn đang tắt. Thì đó là cái phần mà chúng ta giới thiệu đầu tiên về cách thức để chúng ta định nghĩa lớp cũng như là khởi tạo các đối tượng của lớp. Thì chúc các bạn học tốt, hẹn gặp lại các bạn.